Cho cô khi được ở đây để cùng chia sẻ với các em một chủ điểm từ vựng vô cùng thú vị. Vậy chủ điểm đó là gì vậy ta? Đó là một chủ đề có liên quan vô cùng mật thiết đến tiền bạc mà chúng ta chẳng ai lại nói đi ghét tiền bạc cả, đúng không? Vậy thì đó là chủ đề gì vậy? Đó chính là chủ đề về banks, tức là ngân hàng. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bài học bằng một câu đố nhé. Cô đố các em này, cụm từ river bank có nghĩa là gì vậy nhỉ? Nó có phải là ngân hàng sông, hay là ngân hàng ở cạnh sông, hay là cái gì liên quan đến ngân hàng không nhỉ? Không phải đâu nhá. River bank tức là bờ sông đấy. Bởi vậy khi nào các em nhìn thấy bank đứng bên cạnh cụm từ river thì đừng suy nghĩ gì đến ngân hàng, mà nó chính là bờ sông nhá. Các em thấy cụm từ vừa rồi có thú vị không nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại chủ đề chính là ngân hàng nhá. Vậy khi nhắc đến ngân hàng, các em sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên? Chắc chắn là tiền rồi đúng không? Nhưng tiền không phải là hình duy nhất xuất hiện trong ngân hàng đâu, mà bên cạnh đó còn có các loại thẻ nữa cơ. Vậy trong tiếng Anh chúng ta có các loại thẻ chính nào? Chúng ta có đến hai loại thẻ chính. Thứ nhất cô gọi đó là credit card, hay gọi sang tiếng Việt là thẻ tín dụng. Và thứ hai là debit card, cô gọi nó là thẻ ghi nợ. Vậy hai loại thẻ này khác nhau ở điểm nào? Thứ nhất, khi nói về debit card tức là loại thẻ ghi nợ, đây là một loại thẻ mà em cần phải nạp tiền vào tài khoản thì sau đó mới có thể rút tiền ra và sử dụng một cách bình thường được. Vậy loại thẻ thứ hai, credit card thì khác biệt gì? Đây chính là loại thẻ mà em không cần phải có sẵn tiền ở trong tài khoản, mà chỉ việc chi trả một cách thoải mái. Sau đó đến cuối tháng, ngân hàng sẽ gửi cho em một hóa đơn, em chỉ việc chi trả lại hóa đơn đó thôi. Vậy còn điều gì mà chúng ta cần phải tìm hiểu khi nhắc đến ngân hàng nữa không nhỉ? Các em hãy cùng cô suy nghĩ nhé. Ứng với mỗi loại thẻ, chúng ta đều có một tài khoản. Vậy khi nhắc đến tài khoản thì chúng ta có thể làm gì với nó nào? Các bạn hãy nhớ lại thời sinh viên của mình nào. Lúc mà chúng ta cần tiền để chi trả cho các hoạt động sinh hoạt của mình, ba mẹ chúng ta đã phải làm gì? Đúng rồi, ba mẹ chúng ta sẽ phải chuyển tiền vào tài khoản cho chúng ta để sử dụng, đúng không? Người ta gọi nó là transfer money, tức là chuyển khoản. Vậy sau khi tiền đã được chuyển khoản vào tài khoản rồi, chúng ta sẽ làm gì với nó để lấy tiền ra và sử dụng? Chính xác, đó chính là withdraw money, hay cô có một cách khác nữa, đó chính là check out money. Vậy làm sao để nhớ được ba từ vựng này một cách thật dễ dàng nhỉ? Các em hãy cùng cô ghép vào một câu sau đây nhé. After my parents transfer money for me through internet banking service, I'll withdraw it from an ATM. Vậy chúng ta đã cùng nhau nhắc lại được hai cụm từ, đó chính là transfer money và withdraw money. Ngoài ra, trong câu cô vừa đặt còn có thêm một cụm từ mới nữa, đó chính là an ATM. Đây là một từ nghe có vẻ mới, nhưng thật ra chẳng mới tí nào phải không các em? Vậy ATM chính là viết tắt của cụm từ gì nhỉ? Rất giỏi luôn, ATM chính là sự viết tắt của Automatic Teller Machine. Đây chính là một loại máy tự động giúp các em có thể lấy tiền ra khỏi tài khoản và sử dụng một cách hợp lý đấy. Vậy các em này, ngoài việc vào ngân hàng để chuyển tiền, chúng ta còn có thể làm những hoạt động nào khác không? Bây giờ hãy tưởng tượng nhé, một ngày nọ thật là đẹp trời, bỗng dưng em cần một bộ váy đẹp ơi là đẹp để đi hẹn hò với bạn trai của mình chẳng hạn. Nhưng lúc này em lại không có đủ tiền, vậy bây giờ em phải làm sao nhỉ? Đúng rồi, hãy vào ngân hàng để vay tiền nhé, hay cô gọi nó trong tiếng Anh chính là apply for a loan. Vậy ứng với mỗi phần tiền mà em vay ở ngân hàng, em sẽ phải trả một khoản tiền tương ứng với một lãi suất nhất định. Vậy lãi suất trong tiếng Anh gọi là gì? Chính xác rồi, đó chính là interest rates. Sau khi vay tiền trong ngân hàng xong thì lúc này em đã chính thức trở vào tình trạng nợ nần chồng chất rồi phải không? Vậy thì ở trong tiếng Anh người ta gọi tình trạng này đó chính là to be in debt, hay cô nói một cách đầy đủ câu đó chính là I am in debt. Vậy thì từ debt này là một từ vô cùng đặc biệt, em có thể nhìn từ vựng ở bên này. Mặc dù có chữ cái be ở trong từ vựng, nhưng lúc phát âm em lại không cần đọc chữ cái này đâu, hãy phớt lờ nó đi và chỉ cần đọc là debt thôi nhá. Các em hãy cùng luyện tập với cô nào. Debt. Chính xác rồi, lại lần nữa nhá. Debt. Rất tốt luôn.
Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau học được rất là nhiều những từ vựng về chủ đề ngân hàng đúng không? Vậy bây giờ để xem thử các em có nắm được những từ vựng mà trước giờ chúng ta học không? Các bạn hãy cùng nhau bắt đầu vào một bài tập sau đây nhé. Cô có 5 câu ở trên bảng. Vậy bây giờ nhiệm vụ các em đó là chỉ cần đọc các câu này, sau đó điền từ vào chỗ trống cho cô sao cho phù hợp nhất nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nào. Câu đầu tiên cô có: You can always take out money from blah 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 at any time of the day. Vậy bây giờ các em sẽ điền từ gì vào đây nhỉ? Cô dịch sang tiếng Việt để các em có thể dễ dàng làm hơn nhé. Bạn có thể lấy tiền ra khỏi ... bất cứ thời điểm nào trong ngày. Vậy mình có thể lấy tiền ra khỏi tài khoản ở đâu em nhỉ? Chính xác rồi, đó chính là cái máy ATM. Vậy mình chỉ cần điền từ vào thôi. Câu này sẽ trở thành: You can always take out money from an ATM at any time of the day. Câu số 2 cô có: To move money from an account to another is to blah 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 money. Câu này thật là đơn giản thôi, cô dịch ra cho các em nhé. Để chuyển tiền từ một tài khoản sang một tài khoản khác, tức là làm gì? Chính xác rồi, tức là chúng ta sẽ chuyển khoản tiền đấy. Vậy chuyển khoản trong tiếng Anh chúng ta đã học rồi, nó chính là cụm từ vựng gì? Đúng rồi, đó chính là transfer money. Vậy cô ghép nó vào câu nhé. To move money from one account to another is to transfer money. Ok chưa nào? Được rồi ha, vậy chúng ta sẽ đến với câu số 3. When you need money to buy something but you don't have enough, you should blah blah blah. Vậy thì khi mà em cần có tiền để làm một điều gì đó nhưng bây giờ lại không có đủ tiền, vậy em nên làm gì? Chính xác rồi, vậy chúng ta nên vào ngân hàng và vay thôi. Cụm từ vay tiền trong ngân hàng chính là gì nào? Đúng rồi, các em giỏi lắm, chính là apply for a loan. Các em hãy thử ghép nó vào trong câu nhé. Khi mà mình cần tiền để mà mua một sản phẩm nào đó nhưng lại không đủ tiền thì việc cần thiết phải làm đó chính là vào ngân hàng và vay tiền thôi. Chúng ta đã hoàn thành xong 3 câu đầu tiên của bài tập nhỏ rồi. Hãy cùng cô đến với 2 câu cuối cùng nhé. Bây giờ là câu số 4 nào. Number 4. You can use a blah 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 instead of cash to pay for something. Vậy em có thể dùng cái gì để có thể chi trả mà không cần phải sử dụng đến tiền mặt nào? Chính xác rồi, đó chính là thẻ đúng không? Các bạn có thể sử dụng vào đây cho cô từ card cũng được, mà credit card cũng ok và debit card cũng rất tốt luôn. Vậy chúng ta đến với câu số 5, cũng chính là câu cuối cùng nhé. I have just applied for a loan, so I'm officially blah 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 now. Vậy cô có câu này là: tôi vừa mới vào ngân hàng để vay nợ xong, vậy bây giờ chính thức tôi đang ở trong tình trạng gì nào? Tuyệt vời, đó chính là tình trạng bị nợ nần chồng chất rồi phải không? Vậy hồi nãy các bạn còn nhớ cô nói nợ nần trong tiếng Anh là gì nào? Đúng rồi, đó chính là to be in debt. Nợ ở đây mình đã có động từ to be là I'm rồi. Vậy bây giờ chỉ cần bỏ cho cô cụm từ in debt vào trong câu thôi. Các bạn đã nắm vững được cấu trúc to be in debt chưa? Chắc chắn là rồi phải không? Các học trò của cô ai cũng giỏi hết cơ mà. Đúng rồi, vậy bây giờ bài học của chúng ta đến đây là đã kết thúc rồi. Cô hy vọng là thông qua 5 câu hỏi bài tập ở đây, các bạn đã có thể nắm vững được các cấu trúc mà hôm nay chúng ta vừa học. Vậy, hẹn gặp lại tất cả các em trong các video lần tới nhé.